Hello cả nhà, hôm nay là 22 tháng 11 thì em xin nói về 4 bước trước khi kể Ben. Bước 1 là tôi muốn có thế quan đúng đắn. Bước 2 tôi biết cộng đội của tôi. Trong nhóm mối quan hệ thì cũng mong muốn có thế quan đúng đắn như mình. Nên tôi cùng các đội của mình là kể Ben. Bước 3 là tôi quay video kể Ben và áp dụng nhóm mối quan hệ. Bước 4 là thiên hướng về hành động kể Ben trong ngày hôm nay, cũng như là sẽ hồi hướng cho thế quan đúng đắn của bản thân này, các đội trong nhóm mối quan hệ này, của người thân, của mấy anh chị em họ hàng, cũng như là một người muôn loài. Thì em xin bắt đầu cùng những cái bút. Người cho em hỏi em đang cầm vật gì trên tay đây ạ? Cái bút này thường là để viết, để ký. Thì có một thứ vào căn phòng này, để vị trí cái bàn này, và em cầm vật này này, em cứ khua cho mặt chú chó ấy. Mình thấy nó sẽ làm gì vậy này? Mình thấy có thể nó sẽ gọn gàng con nghịch đồ chơi bỏ đi không làm gì. Như vậy là cái này thì mình coi là cái bút nhưng chó thì không, đúng không ạ? Chỉ coi là để gặm để chơi thôi. Thì có phải là ra là ai đang đúng, người đúng hay chó đúng, thì ta có câu trả lời là gì ạ? Cả hai đều đúng, bởi vì không có ký ức từ trước, phải nhìn cái này là cái gì và phản ứng ra sao với nó, đúng không ạ? Như vậy ta có bài học đầu tiên rút ra đây là gì ạ? Sẽ không có đúng và sai khi không có ký ức từ trước. Vậy thì chúng ta hãy tôn trọng thế quan người khác. Thế quan được hiểu là cách nói này, nghĩ cách làm, cách lựa chọn của bất kỳ ai. Mà khi chúng ta tôn trọng thế quan người khác, những tranh luận và cãi vã không thiết nó sẽ không xảy ra nữa. Vì là mỗi người có một quan điểm riêng một vấn đề nào đó ấy. Vì khi mình ta không phán xét, không đánh giá nhau thì không có tranh luận. Và thứ đó chỉ có đúng và sai khi mình đã có những quy ước và cam kết từ trước. Ví dụ như là có luật pháp của đất nước, rồi là nội quy giới làm việc của các cơ quan đoàn thể này, cam kết các đội nhóm ra tham gia. Khi chúng ta những thành viên trong đó chúng ta vi phạm những cam kết đề ra, chúng ta sẽ sai luật, khi đó thì sẽ có sự phán xét đúng sai. Tiếp đó em đặt cái vật này xuống cái bàn này, và em và chú chó thì đi ra khỏi phòng này, và con ngoài tắt đèn, không có ai đây nữa, tức là sẽ không có chủ thể nhìn nhìn lên vật này, nhìn thấy vật này nữa. Hiện tại thì nó vật này nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ không là gì nữa, mà nó đang đặt thẳng đây này. Và trong đạo Phật thích tập cái vật này khi đó có tính không, có sự trung tính hay là có tính tiềm năng. Cái tính tiềm năng nó thể hiện là khi căn phòng này bật sáng trở lại và em quay trở lại căn phòng này trước, đến đây và nhìn thấy vật này. Như đây cái bút đúng không ạ? Chú chó lại đi vào trước em, cũng đến đây, trèo lên đây và nhìn thấy bên này, đây chiếc đệm này, đồ để cặm đồ chơi thì chú chó. Và em và chú chó cũng đi vào, em bê nó lên và em và nó cùng nhìn bên này. Vật này sẽ vừa là cái bút này, em vừa là để cặm để chơi. Nhưng mà tính tiềm năng của này được thể hiện đúng không ạ? Là cùng là vật này nhưng vì có hai thực thể khác nhau, người và chó đang cùng nhìn bên này, nên đã xuất hiện thành hai thực thể khác nhau trên cùng vật thể này. Rồi góc nhìn góc quán chiếu hình khởi động lên. Như vậy đã có mặt thứ hai rút ra đây gì ạ? Mọi sự vật sự việc hay là bản thân chúng ta đều có tính không, tương xứng đó là tính tiềm năng trở thành bất cứ thứ gì, không phụ thuộc vào góc nhìn, góc quán chiếu người động lên, quán chiếu lên. Tiếp đó việc chúng ta nhớ được cái bút này, nó xuất phát từ đâu ạ? Đến từ chính con này này, nói mình biết nó là bút là đến từ chính nó như thế này. Hay chúng ta nhớ được bút? Chúng ta nhớ được bút đúng không ạ? Bởi vì nếu nó đến từ chính con này, bên này có ngôn ngữ diễn đạt để mình biết nó là bút, thì sẽ có cách diễn đạt khác, ngôn ngữ khác để chú chó bất cứ vật nào khác này cũng sẽ biết đây là bút, và khi đó cũng cầm lên và viết như chúng ta, nhưng mà chỉ chúng ta biết là cái bút và viết. Chúng ta có bằng thứ ba rút ra đây là mọi thứ đến từ tôi hay là mọi thứ đến từ những hạt giống trong tâm trí của tôi, đúng không ạ? Tôi quán chiếu này, tôi phóng chiếu ra cái vật này. Thì qua ba bài học mình thấy này, vật này có tính tiềm năng lại đến từ tâm trí của mình có thể thay đổi suy nghĩ này, mình ước vật này thành vật có giá trị lớn hơn được không ạ? Thay vì là một cái bút, mình ước thứ mình thích: vàng bạc, đá quý, kim cương, hột xoàn. Tụi em thì ước ghi kim cương nhé, kim cương mở ra này, tay cầm lên vẫn là cây bút, bởi vì đây là kết quả hiện tại không đổi được nó. Chúng ta có bậc thứ tư rút ra là mọi thứ không đến từ sự mong cầu hay là suy nghĩ tích cực của ta được, mặc dù nó xuất phát từ tâm trí của ta và những tiềm năng. Vì sao để như vậy ạ? Vì mình đã từng có dấu ấn và giống như vậy từ trước. Chúng ta đã được đeo vào tâm trí của mình, có thể là từ rất lâu khi còn bé. Chúng ta được ai đó cầm vật này đặt trên tay rằng là bút, hoặc chúng ta cầm vật này đưa cho ai đó cũng nói rằng đây là bút. Tức là mình đã từng tạo ra dấu ấn và giống như vật này. Nhưng khi đang cầm vật này trên tay thì dấu ấn hoặc giống như cái bút sẽ bục nở và chỉ nhìn lên bút để hiện tại thôi. Nhanh đến mức mà khi mình chơi câu chuyện này, mình đừng nghĩ rằng tất cả mọi thứ đến với mình là từ bên ngoài tác động mà, nhưng không, nó lại đến từ tâm trí của chúng ta, đúng không ạ? Vì mình đã từng có dấu ấn hoạt giống. Thế như vậy là mình không mong cầu, không ước, không thay đổi được hiện tại, nhưng muốn đạt được điều mình mong muốn trong tương lai ấy, mình đã được biết đến công cụ hỗ trợ, đúng không ạ? Đó là bốn bước gieo hạt, bốn bước tóc bắp chúng ta tạo ra những dấu ấn hoạt giống ở hiện tại. Thế mình đã từng tạo ra và từng có dấu ấn và giống với cái vật này, với cái bút này này, và khi dấu ấn hoạt giống của mình đủ nhân duyên thì nó sẽ bung nở, chúng ta nhìn thấy điều mình mong muốn. Ví dụ chúng ta muốn có sức khỏe tốt chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chăm sóc sức khỏe này cho những người thân xung quanh, người ốm đau bệnh tật, hoặc là chúng ta hướng dẫn trẻ em có sức khỏe, người lớn tuổi chẳng hạn. Kết vào hộp chúng ta hỏi thăm này, chăm sóc những người bị ốm đau, chúng ta giúp họ có tiền chi trả viện phí chẳng hạn, tiền để họ hỗ trợ thuốc men chẳng hạn. Hoặc là kết vào đó chúng ta đi phóng sinh, đúng không ạ? Chúng ta giúp các con vật nó thoát khỏi kiếp bị sát sinh, chúng ta hồi hướng sức khỏe chúng ta cũng là một cách. Như vậy là bài học thứ năm rút ra đây là chúng ta muốn có gì chúng ta hãy cho nó đi trước, thực hiện bản thân khẩu ý của mình qua bốn bước gieo hạt, và chúng ta tưới tắm một sợi giống của mình một cách là thiền cà phê hàng ngày, mình những việc tốt và hành động tốt mình đã làm,
và khi đó nó giống của mình đủ nhân duyên thì nó sẽ bung nở. Em xin kết thúc câu chuyện cái bút mình ở đây. Biết ơn cả nhà đã nghe và cho em cơ hội giao pen ngày hôm nay. Mình sẽ nhớ là thiên cà phê mình dùng cái pen cũng như là hồi hướng cho những con đúng đắn nhất của bản thân này và của các đội trong quan hệ này, của người thân, của mẹ chị em của mình cũng như là mọi người muôn loài. Xin chào cả nhà.